Xin chào cả lớp, hôm nay chúng ta tiếp tục với chữa sách giáo khoa Unit 1.7 Writing a Description. Viết, mục viết, kỹ năng viết, viết một đoạn mô tả. Ở đây là sau khi học bài học này thì bạn có thể viết được một đoạn mô tả ngắn về một người nào đó, đúng không? Viết một đoạn mô tả ngắn về một người nào đó. Rồi, number one, class vote. Đây là bình luận theo lớp, vote theo lớp tức là bình chọn trong lớp. Read the text quickly in your opinion. Are Jet and Lionel heroes? Theo ý kiến, hãy đọc bài text thật là nhanh. Theo ý kiến của bạn thì Jet và Lionel có phải là những người anh hùng không? Thì cái phần này chúng ta hãy cùng nghiên cứu bài trước và làm các bài tập liên quan trước. Chúng ta trước khi chúng ta có thể trả lời câu hỏi là liệu hai người này có phải là những người anh hùng heroes không nhá? A. My hero. By Karen. My hero is my friend Jet Rice. Người anh hùng của tôi, người hùng của tôi là người bạn của tôi, Jet Rice. She's 13 years old and she's a student at my school. Cô ấy là một học sinh ở trường học của tôi. She's English, but her mother is from Spain. Cô ấy là người Anh, nhưng mẹ của cô ấy lại đến từ Tây Ban Nha. Jet is short and she's got dark hair. Jet thì thấp thôi và cô ấy có mái tóc đen, mái tóc tối màu. Life, tiếp theo nào. Life is very difficult for Jet. She's a good student, but she's got big problems with her health and she's often not at school. That Jess is very brave and she's always very happy, friendly and funny. That's why she's my hero. Cuộc sống thì rất là khó khăn đối với Jess. Bạn ấy là một học sinh giỏi, a good student. Nhưng mà bạn có những cái vấn đề lớn, với sức khỏe của mình và bạn ấy thường không học ở trường. Nhưng Jess thì rất là dũng cảm và bạn luôn luôn cảm thấy hạnh phúc, thân thiện cũng như là yêu đời, vui vẻ. Đó là lý do tại sao mà tôi coi cái bạn Jet là người hùng của tôi. Ok, number B. My hero, Pablo. My hero is a sportsman, Lionel Leo Messi. He's about 30 and he's a footballer. Messi is from Argentina, and he can speak Spanish and English. He's married, and he's got 3 children. He's got dark hair, and he isn't very tall. Leo Messi is one of the world's top football players, and he's got a lot of money. He's very rich. He's quite a very nice person. He's got a charity for children with problems. He's my favorite football player and my hero. Người hùng của tôi bởi bạn Paulo. Người hùng của tôi là một cái vận động, là một cái nhân vật thể thao tên là Lionel Messi. Anh ấy khoảng 30 tuổi và đang là một cầu thủ bóng đá. Messi đến từ Argentina và anh ấy có thể nói được tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Anh ấy đã lập gia đình và có 3 đứa con. Tóc của anh ấy màu đen, màu tối màu và anh ấy không cao lắm. Leo Messi là một trong số, chúng ta dịch ngược, những cầu thủ bóng đá hàng đầu trên thế giới và anh ấy có rất là nhiều tiền. Anh ấy rất là giàu, very very rich. He is, anh ấy là một cái người tốt bụng nữa. He's got a charity for children with problems. Anh ấy lập ra một cái quỹ từ thiện, có một cái quỹ từ thiện cho những trẻ em có những cái vấn đề trong cuộc sống hoặc là những vấn đề bị tàn tật. He's my favorite football players and my hero. Anh ấy là cái cầu thủ bóng đá ưa thích của tôi và cũng là người hùng của tôi. Vậy sau khi đọc bài này, chúng ta có thể cho trả lời được cái ý kiến của mình. Liệu Jet và Lionel Heroes, liệu Jet và Lionel Messi có phải là người hùng không?
Yes, đương nhiên là hai người này. Đối với những người bạn viết là những người hùng rồi, đúng không? Bởi vì sao? Thứ nhất, Jess is very brave and she's always very happy, friendly and funny. Mặc dù Jess có những vấn đề về sức khỏe nhưng bạn ấy rất là dũng cảm này, luôn luôn cảm thấy vui vẻ, yêu đời và hạnh phúc. Và nhân vật thứ hai đó là Messi. Messi thứ nhất là anh ấy rất là tài năng. He's a famous football player and also a person who is very nice. He's got a charity for children with problems. Anh ấy là một cầu thủ nổi tiếng này, đồng thời lại là một người rất là tốt bụng. He's very nice person. Anh ấy đã có một cái tổ chức từ thiện, có một cái quỹ từ thiện cho trẻ em có những cái hoàn cảnh hoặc vấn đề khó khăn, đúng không? Vậy thì họ chính là những người anh hùng rồi. Number two, in pairs, read the text again. Mark the sentences true or false. Làm việc theo cặp, hãy đọc bài khóa một lần nữa, nối những câu sau là đúng hay sai. Để làm được bài về đúng hay sai thì chúng ta lưu ý cái kỹ năng mà cô đã hướng dẫn là chúng ta sẽ gạch chân những cái keyword, ví dụ như là chủ ngữ, tính từ, danh từ, động từ trong câu và những cái từ phủ định này, trợ động từ phủ định chúng ta gióng lên bài. Nếu chúng ta tìm được đúng thông tin như vậy thì câu đó là đúng, còn nếu sai thông tin thì cái câu mà người ta cho là sai. Number one, Jeff hasn't got an easy life. Bạn Jet thì bạn ấy không có một cuộc sống dễ dàng. Từ đây đề bài người ta đề cập đến là life is very difficult for Jet. Cuộc sống difficult ở đây là rất là khó khăn, thì tức là không dễ dàng, câu này đúng. Number two, Jet isn't clever. Jet thì không thông minh, câu này sai rồi. Bởi vì ở đây tác giả đã đề cập đến bạn Jet is a good student, là một học sinh giỏi mà. Number three, Leo Messi is Spanish. Leo Messi thì là người Tây Ban Nha, câu này sai rồi bởi vì anh ấy đến từ Argentina. Number four, he's got a wife and children. Anh ấy đã có vợ và con, câu này đúng. Number three, in pairs, take the things Karen and Paolo mentioned in their description in exercise one. Làm việc theo cặp, hãy tích những thứ mà Karen và Paolo đã đề cập đến trong những cái đoạn mô tả của họ ở bài số 1 nhé. Personality là về tính cách này của các nhân vật này. Nationality and languages là quốc tịch và ngôn ngữ này. Hobbies, sở thích. Appearance, về ngoại hình. Và age, job là công việc hoặc là tuổi. Vậy ở đây người ta chỉ không đề cập đến mục số 3, number 3 là hobby thôi. Còn tất cả về tính cách, ngoại hình, quốc tịch, ngôn ngữ và tuổi thì người ta đều đề cập đến, đúng không? Vậy đây là đáp án nhé. Number 4, study the writing box and check the answers in exercise 3. Hãy nghiên cứu cái hộp hướng dẫn cách viết một đoạn mô tả về một người bên dưới. Sau đó hãy kiểm tra đáp án của bạn ở bài tập số 3. Hãy kiểm tra đáp án của bạn, sau đó hãy kiểm tra đáp án của bạn ở bài tập số 3. Rồi, và đây là cái hộp hướng người ta hướng dẫn mình cách viết về một người nào đó. Các bạn hãy đọc một chút nhé. Rồi, chúng ta đã học xong, hãy cùng cô đi một lượt những cái thông tin chúng ta cần viết khi cần, chúng ta cần triển khai khi viết một cái đoạn văn, một cái thông tin về một người nào đó nhá. Introduce the person là giới thiệu, đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu. My hero is my friend, the singer. Người hùng của tôi là bạn của tôi tên là gì, ca sĩ gì. My favorite sports star, actor is. Cái diễn viên ngôi sao thể thao hoặc là cái diễn viên ưa thích của tôi là, thì thông tin của người đó, tên của người đó. Sau đó giới thiệu đến tuổi, age and occupation, tuổi và nghề nghiệp, occupation. She's 13 and she's a student. Nếu bạn của bạn là một, cái người hùng của bạn là một người bạn thì có thể mô tả là bạn ấy 13 tuổi và bạn ấy là một học sinh. Còn nếu là một cầu thủ bóng đá giống Lionel Messi thì chúng ta có thể nói là he's about 30 and he's a footballer. Anh ấy khoảng 30 tuổi và anh ấy là một cầu thủ bóng đá. Nationality, languages, family. Về quốc tịch, languages, ngôn ngữ và gia đình. He's from Argentina. Anh ấy đến từ Argentina. She can speak three languages. Cô ấy có thể nói được 3 thứ tiếng. He's married and he's got 2 children. Anh ấy đã lập gia đình và có 2 đứa con. Number 3. Phần tiếp theo, number 4. Appearance là về ngoại hình. She's tall and slim. Cô ấy cao và gầy. She's got glasses.
Cô ấy có đeo kính. He's got black hair and brown eyes. Anh ấy có mái tóc màu đen và đôi mắt nâu. Personality, positive things about the person. Về tính cách và những cái điều tích cực về cái con người đó. She's got a difficult life, but cô ấy có một cuộc sống khó khăn, nhưng cô ấy như thế nào? She's brave, clever, friendly. Cô ấy dũng cảm, thông minh và thân thiện. He's a great person. Anh ấy là một người tuyệt vời. Và bài này chúng ta sử dụng các liên từ. Liên từ and có nghĩa là và, bổ sung thông tin cho nhau, giống như ví dụ ở dưới. She can dance, cô ấy có thể nhảy. She can sing too, cô ấy có thể hát nữa. Vậy chúng ta sẽ nối hai câu như sau. She can dance and she can sing. Cô ấy có thể hát và nhảy. Nếu chúng ta chỉ thông tin đối lập nhau thì chúng ta có thể dùng là từ đối lập but. Và ví dụ như sau, he can dance, anh ấy có thể nhảy. He can sing, anh ấy không thể hát. Và chúng ta nối câu là he can dance, but he can't sing. Từ có thể đọc là can và từ không thể đọc là can't. Các bạn kéo dài một chút nhé. Vậy từ những cái thông tin ở đây chúng ta dóng lên bài. Khi viết về một người thì ở đây chúng ta sẽ nói về personality, về nationality, languages, về age, job, appearance, và chúng ta sẽ không viết về hobby trong trường hợp này nhá. Rồi, vậy chúng ta chuyển xuống number 5, write down là cái phần chúng ta tự viết. Write a description of your heroes. Use the text in exercise 1 and the writing box to help you. Write about her age, job, nationality and appearance. Viết về tuổi này, nghề nghiệp, quốc tịch và ngoại hình, his or her personality, về cả tính cách nữa. Và nhớ tip kết nối các cái câu của bạn, ý tưởng của bạn với cái liên từ and hoặc but. Và đây là gợi ý của cô nhé. My heroes is my mom's friend, Miss Jessie. She's 45 and she's a business woman. She's resilient. She's married with three children. She can speak four languages. She's tall and slim. She can dance and sing beautifully. She's a great person who's willing to help others when needed and optimistic about everything. She's really my hero. Người hùng của tôi là một người bạn của mẹ tôi, cô Jessie. Cô ấy 45 tuổi và cô ấy là một doanh nhân, nữ doanh nhân. Cô ấy là người Brazil. Cô ấy đã lập gia đình và có 3 đứa con. Cô có thể nói được 4 thứ tiếng. Cô cao và gầy. Cô có thể nhảy và hát rất là đẹp, beautifully, trạng từ. Cô ấy là một người tuyệt vời, người mà luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có khó khăn và luôn luôn lạc quan về mọi điều. Optimistic about everything. She's really my hero. Cô ấy thực sự là người hùng của tôi. Được chưa? Cô ấy thực sự là người hùng của tôi. Vậy các bạn check lại các thông tin nhá. Đầu tiên là đã nói giới thiệu về tên tuổi này, quốc tịch này, về cái thông tin về ngoại hình này, về tính cách nữa, đúng không? Về tính cách là một người lạc quan này, một người tuyệt vời, và kết bài. Đồng thời cô cũng sử dụng từ nối là từ and, kết nối thông tin lại, được chưa? Ok, that's the end of our lesson today. I wish you like it. Buổi bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Cô hy vọng rằng các bạn sẽ có một buổi học rất là thú vị và đã nắm được cơ bản cách viết một đoạn mô tả về một người nào đó là người hùng của bạn. Ok, rất vui khi các bạn đã chú ý lắng nghe bài giảng và hy vọng được gặp các bạn trong những buổi học kế tiếp nhé. Goodbye and see you next time.